Tăng Bồ Tát muốn nguyện đến cả các con ngày mất phần bảy phương tu thánh đạo. Lúc đó ngài Tăng Bồ Tát cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con thấy chúng sinh không khỏi như Bồ Đề, thanh tâm niệm không chi để cho phải tội. Nếu gặp những việc phát sinh là còn những hắc tốt bên đầu, còn học khi gặp con sư bác là đây là thêm lớn. Những người cho nói những cái mình nói này trong đề thì là cái đó là cho nên lúc sau những người đó hoặc gặp hàng trước là nhìn đó cho là đem hết cả. Vì hệ trước thức đó có sức có cái mình lại khuyên đỡ người ấy làm cho người này giờ đã ngãy khuyên đỡ là cho ngãy mình cho lên. Nhưng sau khi đấy khỏi một lời đến chết trong phấn rồi thầy con xác nhận nó có được hết sói này có đi vào đó nữa nếu còn phải đến với tôn những chúng sanh quay hóa ác có là ta mới muốn là nó nhiều vô lượng nếu khi chúng sanh quay hóa cho là nó sẽ mình chung thầy khi chúng sanh quay hóa cho là nó sẽ mình chung thầy cha mẹ cùng phân quyến có làm cha cũng dường có được thầy cha mẹ cùng phân quyến sau phước lành để giúp đỡ cho người đó một chiếc phân lậm và hấp đèn dầu cho trong kinh và cũng như cho Phật mà tôi có các vị hánh cho đến niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát cũng bất chi Phật còn cho mọi danh hiệu hấp và tăng trưởng sắp chung và ở đây vẫn phát nghe biết cái hệ tạo ác người đó gây tạo thì tính nó bao bá hại đến để người đó phải chết hại đến người đó phải đầu vào chúng hại đến lẽ người đó phải đầu vào chúng mới đạo xong vì trong nhà hân quyến mình người đó là tôn duyên thánh đạo nên tất cả đều tội ác người đó hay đều tu sạch nhưng sau khi người đã chết lại có 249 ngày vì người đó là tôi ta phước lành làm với các vị về hành đạo thầy có hai lần cho người chết rất khỏe hẳn trong mắt đạo nên có trời một trăm loài người nó lấy sự rất vui sướng mà hàng ngũ học hiện tại tôi tạo đó cũng được vô lượng điện đất vì đó nên đó nên đây con đất với Phật Thế Tôn còn và hàng chạy gồng có một chúng người có nguyên nhân mà có lời chứng bản chúng sanh có vấn đề ngày năm chung cái hăng khuyến chế cái biết hại và chết người ta viên chánh thành của mình tới lễ bế hồng có một pháp bị sao thế vì vậy chính hại tính tới lễ đó không có mình muốn chia lại cho người chết cả vậy có cách thêm tự nhiên của người đó làm cho sao này em thôi vậy có thêm tự nhiên người đó làm cho sao này em thôi vậy có thêm cho sao người chết đó là nên xin người đó nếu là trước hiện tại bây giờ đã chứng được phần thắng quả sẽ thêm một quả trời trong là người họ lấy sự vui sướng nếu cho sự người chết đó hoặc là trước hiện tại bây giờ đã chứng được phần thắng quả sau mà có trời trong là người nhưng bị về lúc lâm chung hay hưng hụt đã gây tạo một nhân chẳng lành cũng là cho người chết đó mất lấy nhân lực có đặc biệt trong sau mà chống lành không gì là người kia chết có sinh thành chưa thành là chút từ lành gì hãy cứ vì vậy cứ theo nghiệp các câu hỏi đây gây tạo một trường phải bị sa đà bác đạo thì hưng hục nó là để làm cho người ấy thân nghiệp của người ấy nặng nề thêm cũng với nhớ của người từ xa đến từ hồi đó 3 ngày và còn có bác nặng 200 cân không gặp người bắt gặp cái lưng cận người cái thêm mới được vật nữa vì vậy mà người đó cũng có nặng nề thêm người đó cũng có nặng nề thêm mình thấy trong con sách chúng sanh có như vừa đầy ở đây chỉ pháp của Phật chúng có hay làm việc làm một sợi lông giọt nước mà một hộp cát mà mấy bụi nhỏ thì những chúng sanh như thế để cho mình được đã hết cả khi đó khi ngày tại nó lại xong chúng họ có một vị chúng giải đây là đại biện ông chúng giải này từ đâu đó chúng vô sanh hiện hai chúng giải đó có được chúng sanh mười phương ông chúng ta cũng kính mà hỏi ngày này tại bồ tát người đại sĩ chúng sanh đang có vừa đề này sau khi mình chung thì không quý trong nhà và cái lớn người nhỏ vì mình đã tập cái công đức cho nên hai cha cũng dường chúng ta cái phước lành thì những người như thế cái đàn đó nó bằng lên hết dân người đại tạng nó đáp rằng nè tiếng giả nên tôi bị tất cả sanh hiện tại này còn hỏi ra sau cho nên là cái đức Phật mà nói được về việc đó nên tiếng giả những sanh có hiện tại này cũng không biết ra sau nhưng sau khi mình chung mà nghe danh hiệu có một đức Phật danh hiệu một Bồ Tát danh hiệu một chư Phật thì không nên là có tội cũng không tội được tất cả nếu có người nam còn người nữ nào không cho tôi bất thành mà lấy người ta ác sau khi mình chung sau khi người đó mình chung hẹn quý trong nhà vì người chết đó mà người ta bất lành hẹn quý trong nhà và cái người nhỏ vì người chết đó mà người ta bất lành nên tất cả vì về hành đạo hay người chết đó thầy cho mấy phần công đức người chết đó hơn đồng một phần còn sau phần công đức người không biết người đó tu tại đó hoặc là không biết người đó tu tại đó vì thế nên đó nên tất cả người hiện nay và người hiện nữ hiện tại cùng vị lai hiện tại vị lai nên cố gắng tu hành để đạt cho phần công đức không phải giữ vô hình kia không hẹn mai đó được hoặc vô mệt mà chưa có là tại hai phước cho phải 49 ngày nghe điếc hoặc là cái tư xã đặc biệt là hiệu quả
Nên lúc mình chưa biết chắc làm sao đó, hãy đến mình muốn sổ khổ. Có là phi đạo và các đạo. Nên có một... Nó có người chết khi chưa được hóa sanh, trong khoảng 49 ngày luôn trong ngắn hay có nhục, tôi thật là nó có mất cho và khoảng 49 ngày hay có hai nghiệp họ nó có báo. Nó sẽ người chết đó, người chết đó là các cái tội, người chết đó là các cái tội, phải có trải qua trong 100.000 năm, không có lúc nào, không có nào là thoát khỏi. Còn nếu là kẻ bằng tôi chán thầy, nó tự thầy cái ra đại ngục, chịu cái sẽ có trong nghìn kiếp muôn kiếp. Này cho con tiếng giả nó sinh phải người như thế như có hàng hương quý cốt nhục thì có những hương quý có làm chai để giúp hen thuốc lành cho người chết đó thời khi sống sửa chơi rồi còn cho nước đang làm cho có đem nước chả lá dao đó vải canh đất hoặc cái đồ ăn chiên cúng cho Phật cùng tăng hơi cho đỡ trước nếu như cho phép là không được tôi sạch cái lưỡng thầy người chết đó cho con được cái nào cả nước hai cái gì tôi sạch cái lưỡng nên cúng cho Phật cùng tăng thầy cho con Phật công đức người chết hơn được một phần. Nạn kiến giả vì thế nên những sanh phải của đại cho là sao như có như cha mẹ hay hàng không quấn trong nhà có người chết nếu có thể nẹp nạn kiến giả vì thế nên chúng sanh nên có những bồ đề sau này như có như cha mẹ hay hàng quán hộ trong nhà có người mất nếu có thể chí tâm cầu khẩn nếu có thể làm chay cúng dường chí tâm cầu khẩn thầy những người thế chí tâm cầu khẩn thầy cái còn của người mất thì đang lết cả thầy những người như thế cái còn là người mất thì đang lết cả. Khi ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời này xong, khi một ngài tới nói lời này ta cũng cho đó lại có nghìn có số nghìn bất ni tha quỷ thần phát tâm bồ đề vô thì phát tâm bồ đề vô lượng ông chứng giả đại biện vô mừng con này dịch thành lễ mà lui ra. Ha ha ha, Bụt Sắc Mâu Ni So Ha.